trong tuần này, hãy cùng Bình Minh đến thăm một làng nghề nổi tiếng đã có nhiều năm tuổi tại Việt Nam. Bài học tiếng Việt tuần này sẽ là các động từ liên quan đến trang phục, mặc, đi, đội, đeo, quàng. À, Linh ơi, sắp tới trường mình sẽ tổ chức biểu diễn thời trang. Chúng nên nên mặc gì bây giờ? Đúng rồi, anh nói em mới nhớ. Không biết mặc gì nhở? Bây giờ phải mặc gì cho đẹp này, đi giày gì cho hợp. Xong còn phải biết đội mũ gì, quàng khăn gì nữa. À, khó thế nhở? Khổ quá. Em vẫn chưa nghĩ ra cái gì cả. Anh cũng chưa nghĩ ra. À, em biết rồi. Em biết một nơi có tất cả các trang phục mình cần. Ở đâu? Đi theo em, bây giờ mình sẽ đi đến đấy luôn. Ok. Đội. Làng Vạn Phúc hay còn gọi là làng lụa Hà Đông. Đây là một làng nghề dệt tơ lụa tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước. Hiện nay, làng phát triển theo mô hình phố nghề. Cái này là áo dài. Áo dài đây. À. Thế nào? Anh thích màu trắng. Anh thử chọn cái này. Trơn. Không có hoa. Không có hoa. Linh ơi. Em mặc áo dài này đi. Đẹp lắm á. Anh mặc áo này đi, trông hợp với anh đấy. Ok, anh thấy nó khá là đẹp. Mặc thử xem sao. Đẹp rồi, nhưng mà anh muốn em thử một bộ khác nữa. Em mặc bộ này đẹp đấy. Dạ. Em mày đeo cái túi này. Đây. Em quàng cái khăn lụa. Dạ. Khăn này đẹp quá. Và đội nón là sẽ đẹp hoàn hảo. Cảm ơn chị. À quên, em đi đôi dép này nhá. Dạ. Đẹp không anh? Đẹp lắm. Đẹp quá. Chọn là cô gái Việt Nam. Bây giờ phải mặc gì cho đẹp này, đi giày gì cho hợp. Xong còn phải biết đội mũ gì, quàng khăn gì nữa. Linh ơi. Em mặc áo dài này đi. Đẹp lắm á. Anh mặc áo này đi, trông hợp với anh đấy. Em mày đeo cái túi này. Đây. Em quàng cái khăn lụa.
và đội nón là sẽ đẹp hoàn hảo. Em đi đôi dép này nhá. Các sản phẩm dệt của làng lụa Vạn Phúc đều là những tác phẩm nghệ thuật. Nét hoa văn ở Vạn Phúc lấy cảm hứng từ những kho tàng nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Lụa Vạn Phúc không chỉ là niềm tự hào của người dân Vạn Phúc mà nó còn mang đậm nét văn hóa của người Việt. Hành trình khám phá làng lụa Vạn Phúc tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những số Xin Chào Việt Nam tiếp theo nha. Thank you.